sâu rõ ràng. Sinh ra con đi cháu các quê huệ thịnh vượng thọ trường vương anh. Thank you.
mời Bú Đề Địa Tiên, bún xưa vắng ngự trong đền sông xưa. Nhạc sắc khác hương mình dòng nghiêng, nhạc sắc khác thường. Trên đàn hải ngàn lô nhiệt minh hương ra du từ màu lượng vô hương hỏa lôi đắp thanh lương chi thập kim tự nhân chú biến thập phương. Nam mô hương vật cái Bồ Tát Ba Ha Tát, Nam mô hương vật cái Bồ Tát Ba Ha Tát, Nam mô hương vật cái Bồ Tát Ba Ha Tát. Thánh đi tam mưa cung thỉnh mời thì thánh đi tam xích lên lòng nữ mẫu ngự đền thoại cung. Sau là chú chóc hết tà tinh phê tay rồi thì tính bia tay chẳng thể biết tay ra oai, chẳng thể biết tay thử lên đồng từ cứu dậy nhân gian cứu đâu ở đó bình an văn sớm dâng lên đông về tàu đôi chép biên dành dành phê cho nhìn chàng sinh
Việt Nam Trần Thị. Lịch đi vương kia thế chỉ mình thiên trường tức mạng địa ở linh sơn hà dục tu chúng linh khang khi sao bắt được ngân hàng
giang ngà tựa tuyết nưa tóc đà sờ phật nàng thanh tân đi dịu dàng cách điều đó phù dung dương liệu trái ngự về nào mà chẳng có chẳng nghĩ quá hoa xuân mới nhớ nguyện thu nương tròn xa so bằng kim môn ngọc để nền đàn anh ai về cho nên vô lo đức tình dung nghỉ
đông chờ mong bác khen bao nhiêu tháng đời chờ mong bác khen. Một
Chạy chút đêm ngày giữ dụng ví so bằng vàng ngọc hơn ai. Sông cả sông bờ sông dâu
đi đâu đâu đức tranh mi thần tự tự cổ chiều quốc nghi sử con ghi. Thank you.
nặng ướt ngay. Đêm đi lội suối ngọt ban ngày chiều cây biết ra khởi đến kêu ngàn em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bừng lộc cho lắm vì đấy càng nhiều ban cho đông dài nhật sáng nhiều. Áo trắng hài giấy biết chú bà tay lấy tiền kêu ý à. Thank you.
dự quang minh chiếu từ trong ngã tích tặng cung giang nhưng cùng hoàng thân cận thánh chúa tin trung hương ca lăng tân gia âm từ bi mẫn chúng sinh cô ngã kim đinh lễ khai quang chiếu từ trung văn sớ dâng lên tương lai văn sớ dâng lên ông về tủ đôi che pin rõ ràng phi cho những tự trang sinh
các quan, đông về chuyên phán các quan, tả văn như võ, lượt ban đáo đằng lệnh truyền văn võ đối hàng. Thiên binh văn mã thằng cứu ra lệnh truyền thiên đồ vạn quân. Ông lớn bây giờ chẳng gian anh linh trước là khắp dân bản đền. Văn sứ dâng lên thượng lai, văn sứ dâng lên ông vì tú đôi che biên rõ ràng khi cho những tự tràn sinh. Thank you.
chúng sơn lâm, chúng sơn lâm cùng cường huy vũ, linh sắc dòng cái ngược nam thiên, phung tòng vâng mạnh kiều thiên, thanh sơn bích đồng ngực miền khoảng cai. Chốn điện đài uy nghiêm lồng lộng, phép thần thông chi dụng ai đường, nữ trên hắc hồ uy cường, đi mây về gió mà bốn phương độ người. Phật Như Lai, Phật Như Lai pháp kinh tam tạng, hiền công tu sáng dạng dưới tựa nương, chậm luân bị khổ tìm đường lánh xa. Mượn bao phiên cùng thuyền bát nhã, thay ra hồi cùng cái từ đề tam phong đơn thuần để phán thay từ đề tam phi phương diện bão lòng nhàn kháng thường. Dòng làm chú thoại vùng văn sớ dâng lên thượng lai, văn sớ dâng lên quan tế tổ đối, xếp biên dành dành về cho nhị định tràng sinh.
tốt vương hoan tấu thinh vương hoan thần đệ tử tiên bản văn sự tích ông lớn đệ tam hoàng thái tử tứ sông đông làm bạc sông leo chi
thuyền chưa quân sĩ đương chiều về chơi bạch hạc xuôi theo sông lục đầm. Sông Lục Lam, sông Cầu, sông Hương, sông Thái Bình, còn sông Thái Bình đổ xuống Kinh Môn. Sau sông Chân Hà Cát Thôn, theo dòng sông Cái đổ dồn về xuôi. Tiếng chuông cộc lừng tả muôn nơi, lòng trù xuống bể lên trời, lên rừng xuống suối ra thơm về buồn. Thanh ra hồi cùng trời trói sắc rồng, vua phong trói trói sắc rồng, Việt quan tiết chế hùng dậy. Sai tạm phiền chư tướng đi đáo lai đủ gì tà sai bình đủ bình tùy hiếu sai bình thủy kéo đi ập ập kỳ vàng chân ở trung tâm nhị tự tràng sinh phê cho nhị tự tràng sinh chư phu chư quý khang linh họ trường phê cho dũng mạnh khang cường đi chính vua cha sớm này để chính vua cha công đồng tứ phủ tam tòa chứng minh sơ mảnh tu lên thiên đình mười thứ trời sao xa lặng đắng
diệu cùng đại khác đi kỳ tam quan thất đầu ngũ hành nhị thập bát tu thiên đình hà sa Bye.
Chuyện phan các quan có lớn về, chuyện phan các quan nên tả văn hiểu võ. Lược ban đao đạt lệnh, chuyện văn võ đôi hàng. Nguyên binh vác mã hàng ngàn kéo ra lệnh chuyện đến đồ bạn. Ông lớn bây giờ chắc ra anh lên trước là có rất bản đề. Sau là chú chót hết tả tinh quen thầy rồi những tiếng thiên tay. Văn sơ dâng lên thường lai, văn sơ dâng lên quan bề tổ đôi. Chép biên dành dành về cho nhị tử tràng sinh. Thank you.
nhỏ phúc hà sai, đổ cho nam nữ trẻ già, đổ cho non nước nhà nhà vinh long. Giữ lòng trong sáng, sám hối ông chẳng dám đơn sai. Xin ông thả bút hoa khai, cho dân Nam Việt được biến tái vì tường. Nay con nguyện đèn dâng tiên, cúi xin nồng thương đến đồng xa, đổ cho nam nữ trẻ già, ai ai cũng được mặt hoa da hồng. Nay con nguyện một lòng chi kính, thiệt lễ nghi chẳng sinh với ai. Xin ông giá ngự điện đài, cho con được chứng lộc tài công danh. Nay con nguyện trung thành tứ phủ, trước hội đồng văn vũ bách quan, căn ni cao mở phủ tôn nhang, đã làm tôi thánh thì chẳng tham giàu nghèo. Con xin nguyện tu theo Phật thánh, ngài hay cho học đạo đường linh, khai cho đồng chí thông minh, khai cho song nhân được tinh được nghị tường. Nay con nguyện nghênh tường tập phúc, tích thiện duyên nơi cõi tục lầm. Xin quan nhỏ phước tiên nhan, cho con được hưởng bình an thản thầy. Con xin nguyện theo thầy mang thế, cúi xin quan giúp hồn độ mê. Xin quan mang nước thoại tề, tắm cho đệ tử được mọi bề hương. Con xin nguyện trong đông đường tổ miếu, bái quan về khải chiếu căn thiên, cho bà cô mãnh hậu tiên hiền, thoát đường lục đạo được tìm lên trang. Nay con nguyện, nay con nguyện tiền tài không tiếc, nên kiếp này chẳng tiếc chi đâu. Họ Lê hôm nay quỳ gối dập đầu, mãn chiều dê bóng được theo hầu đức đại vương. Lúc cầm quyền ngài còn đang ra xuống, nay quan vì ngài đổi số cho ai. Thiên binh văn võ toàn tài, quan tuân lịch sử đáng trai bậc anh hùng.
việc thoại cung đội lệnh cứu chừng ngài cứu hộ cho muôn dân. Ai người có nhân đắc nhân cầu phúc đắc phúc bản thân được điều. Ngày chi văn võ các tòa nay về giáng ngự sứ ca đền mẫu xong. Chữ thập quan biết làm cho chữ thiền phù hộ cho đệ tử được thiên diên thọ trường. Một nguyện sáng phúc trừ tai đồng gia tín chủ hai ai cũng thịnh. Bốn bát trăm đường mà tiền tài lưu loát bạc vàng được đề ra. Nguyện thứ ba cho canh đặng được đặng lễ hộ cho họ Lê con được phú quý sang giàu. Ngài đồ cho mạnh khỏe sống lâu ơn quan đền cũ thì được phúc lâu giàu bè. Duyên nợ ban sinh buồm xuân thiếu bạc chứng tình thỏa lòng trang sinh tài danh phỉ nguyện. Kiềm chi tạm giới hay chóc tà sát quỷ trừ tình tôn quan vạn phép muôn linh quyền ông cai quản tướng thiên binh nhà giờ. Ngự đồng ai người mình quyền mong quý lưng ngoài trời thủy khí đoan trà tôn quan hiền hách ai đang ra tay tế độ trần gian con đường nhờ. Lúc bấy giờ ra uy hùng trời tế độ muôn dân đùng nổi trận phong vân thường đồng bát phép cứu dân quan sử ta. Cách dỗ thiên cho đem về mà chân ai có ta xin quan chúng ta ra. Dù ai vẫn hạn còn chi hoa đến yêu quan đi ngủ thì bệnh đã tan không. Châu thôi ông lớn lại trở ra về thành ra ngồi